thang này, mày đã làm vỡ một cái bình quý của tao trong lúc bê đồ cho khách, mày sẽ bị phạt. Xin lỗi ông chủ, con cũng đã cố gắng cẩn thận rồi, nhưng vì đồ của vị khách đó khá cồng kềnh nên con đã trót vướng phải cái bình của ông. Thang này, mày sẽ không nhận được một đồng tiền lương nào hết, có thế thì mày mới nhớ rồi. Con xin ông chủ, mẹ con đang ốm nặng, con xin ông thương tình chỉ trừ tiền cái bình thôi, còn đừng phạt thêm tiền của con, để con còn có tiền mua thuốc thang cho mẹ hả? Mày muốn tao bỏ qua lỗi này ư? Làm gì có chuyện đó. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Tao trừ tiền lương của mày là một nghĩa. Còn ai mua lại được cái bình quý cho tao? Mày có biết tao phải đi lên tận kinh thành mới mua được không hả? Nhưng ông chủ phạt con nặng quá hả? Thế này thì con làm gì còn tiền mà sống, rồi còn tiền chữa bệnh cho mẹ con nữa. Đừng nói nhiều, khôn hồn thì chăm chỉ mà làm. Nếu không tao tống khứ khỏi cái nhà này thì đến sỏi cũng không có mà ăn đâu. Chào ông, tôi nghe người ta nói ở đây có nhà trọ cho thuê phải không ạ? Cậu tìm đúng chỗ rồi đấy, cậu định ở đây bao lâu? Tôi ở vài ngày để cho con lừa này nghỉ ngơi rồi lại lên đường ạ. Mời cậu vào trong, tất cả các căn phòng đều đang còn trống, cậu thích căn phòng nào cũng được, giá phòng đều như nhau, tiền ăn uống sẽ tính riêng. Còn con lừa này, ông có chỗ cho nó chưa ạ? Tôi ghét nhất là người ở trọ mang theo gia súc, chúng bẩn thỉu và phiền phức. Nhưng tôi không thể đi quãng đường xa như vậy với bao nhiêu hàng hóa mà không mang theo lừa. Biết rồi, cậu sẽ phải trả thêm tiền trọ cho nó đi, tiền ngang với người ở trọ. Con lừa chỉ cần buộc ở góc vườn cũng được, sao lại lấy tiền ngang với người ở trọ cơ chứ? Nếu không đồng ý thì biến khỏi đây, nhưng nên nhớ rằng trong vùng này chỉ có duy nhất căn nhà trọ này thôi. Thôi được, tôi đồng ý. Trời cũng sắp tối rồi, phiền ông cho tôi luôn bữa tối. Nếu có cỏ thì cho con lừa của tôi một chút được không ạ? Được, vào trong trả tiền trước đã. Chưa từng thấy một chủ nhà trọ nào lại có thái độ khó chịu như thế với khách. Mình cũng ráng ở đây một hai ngày rồi lên đường thôi. Ông lấy căn phòng tầng 1 bên trái dãy nhà được không ạ? Ở đó có nhìn ra được chỗ buộc con lừa của tôi không? Dạ không ạ. Vậy cho tôi căn phòng nào có thể nhìn được chỗ con lừa rõ nhất ý? Nếu để nhìn rõ nhất ra chỗ con lừa thì chỉ có căn phòng trên tầng 2 bên phải dãy nhà. Nhưng căn phòng đó ông chủ không cho ai tới gần đâu ạ. Vì sao thế? Ông chủ của cậu vừa nói là tất cả các căn phòng đều đang còn trống cơ mà. Nhưng căn phòng đó không được phép cho khách ở. Đối với người phải đi buôn bán xa như tôi thì con lừa rất quý. Tôi sẽ không yên tâm nếu không nhìn thấy nó. Thôi được, tôi sẽ sắp xếp cho ông ở căn phòng ngay dưới căn phòng đó. Ở đó cũng có thể nhìn ra chỗ buộc con lừa, chỉ là hơi khuất cái cây một chút thôi. Thế cũng được. Thường thì căn phòng này cũng ít khi được dùng cho khách ở, nhưng vì ông cứ nhất định phải nhìn thấy con lừa nên tôi mới xếp cho ông ở thôi. Nếu ông chủ có hỏi thì ông nói đây là do ông khẩn khoản xin tôi nhé, nếu không ông chủ sẽ mắng tôi đó hả? Được, tôi sẽ nói thế. Ai thế nhỉ? Ai đó? Ai đang lại gần con lừa của mình thế kìa? Phải ra xem nghe. Nhớ kẻ trộm để lấy lừa của mình thì sao? Ai thế? Lạ thật, vừa thấy một người ở đây cơ mà. Hay là cậu giúp việc cho ông chủ nhà trọ nhỉ? Mày ngủ đi nha, mà chúng ta sẽ phải lên đường sớm đi. Tao cũng về phòng ngủ đi. Ai thế nhỉ? Mình cảm giác có ai đó cứ quanh quẩn ở đây. Rõ ràng không thể là cậu giúp việc được. Hay là ở đây có ma? Thôi đi ngủ đã, mình cũng mệt cả ngày rồi. Có lẽ sáng mai mình lên đường sớm, chứ không thể ở lại nơi đây được. Tiếng gì lạ thế nhỉ? Lần này tiếng phát ra từ tầng trên. Gì thế nhỉ? Tiếng khóc của ai đó? Rõ ràng ông chủ nói rằng tất cả các căn phòng trọ đều còn trống, hôm nay chỉ có một mình thuê trọ ở đây. Vậy thì tiếng khóc đó là của ai? Có ai trong phòng này không? Lạ thật, không nghe thấy tiếng khóc nữa. Đúng là dãy nhà trọ này có ma thật rồi. Nhưng mình đi buông cùng trời cuối đất, đã thấy ma bao giờ đâu nhỉ? Thật vớ vẩn, mình chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Ai đấy? Ôi trời, thì ra là một con mèo. Thế mà làm mình chết khiếp, cứ tưởng là có ma chứ. Chắc lúc nãy là tiếng mèo động đực rồi. Cái bọn mèo kêu động đực cũng chả khác gì tiếng khóc cả.
thôi, về phòng ngủ thôi. Mệt quá rồi. À, ma! Xin ông, tôi không phải ma. Trời, trời, trời ơi. Cô là người ư? Làm tôi hết hồn. Cô cũng là khách thuê trọ ở đây à? Không, tôi là con gái của ông chủ nhà trọ. Sao cô lại ở trong đó? Cha tôi cấm cản tôi đến với một người, cho nên đã nhốt tôi vào đây. Sao ông ấy lại nhốt cô? Sao cô không tìm cách thuyết phục cha cô? Cha cô cấm cản chắc là vì cũng lo cho cô thôi. Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Tao đã nói là tránh xa con gái tao ra cơ mà. Tao cho mày chết đi, chết đi. Con xin cha, cha hãy tha cho anh ấy đi. Từ giờ con hứa sẽ không gặp anh ấy đâu ạ. Con xin cha đấy. Cả mày nữa, tao đã nói là tao cấm cơ mà. Ai cũng được, trừ thằng này ra. Gia đình nó là kẻ thù với gia đình nhà mình. Cha tha cho anh ấy, đừng đánh anh ấy nữa. Con sẽ nghe theo lời cha. Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, hai đứa không được phép yêu đương gì hết. Nhưng cha muốn thế nào con cũng nghe cha. Chỉ cần cha tha cho anh ấy thôi ạ. Về mau. Từ nay mày phải ở trong căn phòng này và không được phép ra ngoài. Tao sẽ khóa cửa lại và nhốt mày cho tới bao giờ mày tỉnh ngộ ra thì thôi. Cha ơi, con sẽ chết trong căn phòng này mất. Tao thà giết chết mày còn hơn để mày đến với con trai của một kẻ thù. Trời ơi, sao ông ấy lại đối xử tàn tệ với chính con gái của mình đến thế chứ? Tôi xin ông, hãy giúp tôi một việc được không? Việc gì? Cô nói đi. Hãy đưa lá thư này cho chàng trai đang đứng ở đầu hội dãy nhà được không? Có phải là chàng ta mặc một chiếc áo trắng không? Đúng rồi đó, anh ấy thường hay mặc áo màu trắng. Đó là dấu hiệu để tôi có thể nhìn thấy anh ấy mỗi khi anh ấy lẻn vào khu nhà trọ này tìm cách gặp tôi. Vậy người ban nãy tôi nhìn thấy chính là anh chàng cô kể ư? Tôi cứ tưởng mà cờ đi. Ông sẽ giúp tôi chứ? Thôi được, cô yên tâm, tôi sẽ mang lá thư này cho cậu ta. Đừng sợ, tôi không có ý hại cậu. Thư của cô gái nhờ tôi chuyển cho cậu. Cảm ơn ông, cô ấy thế nào rồi ạ? Ông thấy cô ấy có khỏe không? Vài ngày trước tôi đến liều hỏi cậu giúp việc thì cậu ấy nói cô ấy bỏ ăn mấy ngày trời. Tôi thấy có vẻ cô ấy không được khỏe lắm. Thật tội cho đôi trẻ bị ngăn cấm tình yêu. Tối nào cậu cũng qua đây tìm cách gặp cô ấy ư? Tôi thường trèo lên cửa sổ căn phòng của ông để ngó vào cửa sổ phòng cô ấy trò chuyện. Nhưng đêm nay ông mở cửa sổ nên tôi không dám trèo vào. Cô ấy chắc sốt ruột lắm vì không thấy tôi. Tại sao hai người không trốn đi? Chúng tôi từng có ý định là sẽ cùng nhau trốn đi, nhưng cha cô ấy biết được nên đã nhốt cô ấy lại. Giờ thì cô ấy không thể thoát ra ngoài, tôi cũng không thể gặp được cô ấy. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ấy thoát ra ngoài. Thật vậy ư? Điều ông có thể giúp được chúng tôi không? Tôi sẽ thử xem. Ông tốt quá. Nhưng tôi cần có sự hỗ trợ của cậu nữa. Ông cứ nói, dẫu có phải nhảy vào lửa tôi cũng làm. Chuyện này có liên quan tới lửa đấy. Nhưng cậu không phải nhảy vào lửa đâu. Chỉ cần làm như tôi bảo thôi. Tôi ở thêm một ngày nữa, sáng mai tôi sẽ đi. Ở thêm ngày nào thì đặt tiền thêm ngày đó. Vâng, lát nữa tôi sẽ lấy tiền trả ông. Nhưng phiền ông cho tôi đổi phòng khác được không ạ? Căn phòng đó đêm qua có tiếng động lạ, tôi không thể ngủ được. Thằng giúp việc xếp cho cậu ở phòng nào thế? Căn phòng tầng 1 của dãy nhà bên phải ạ. Thằng người ở đâu rồi? Sao lại xếp cho khách ở căn phòng đó cơ chứ? Tao đã nói là không ai được ở dãy nhà bên phải kia mà. Khoan hãy trách cậu ấy. Là tôi yêu cầu ở phòng đó để có thể nhìn thấy con lừa của mình thôi. Nếu cậu yêu quý con lừa của mình đến thế thì sao không cho nó vào phòng ngủ cùng với cậu đi? Nếu ở vùng này có căn nhà trọ thứ hai thì tôi sẽ không bao giờ thuê trọ ở đây. Giờ thì vào phòng lấy đồ rồi chuyển ngay sang dãy nhà bên trái. Nếu không muốn tôi tống khứ cả người và lừa ra ngoài. Ban nãy ra khỏi phòng tôi đã khóa cửa phòng lại, giờ không thể tìm thấy chìa khóa nữa. Phiền ông cho tôi mượn chiếc chìa khóa của căn phòng đó được không ạ? Cậu là vị khách phiền phức nhất từ trước đến nay. Lần sau tôi sẽ không tiếp những vị khách như cậu. Ông thông cảm cho, tôi cũng hơi lơ đễnh.
nhưng cũng sẽ không có lần thứ hai tôi ghé qua đây nữa đâu. Chờ đấy, để tôi đi tìm chìa khóa. Cháy, cháy, cháy dãy nhà trọ bên trái rồi. Trời ơi, sao bỗng nhiên lại cháy cơ chứ? Đây rồi, chìa khóa căn phòng ấy. Ở đây có ghi phòng số 7, chắc chắn là nó rồi. Mau lên, chỉ cần qua khỏi cái đầm này là ông ta không thể đuổi kịp đâu. Đi cẩn thận đấy, đường trơn lắm, nắm chặt vào tay anh kẻo ngã. Chỉ cần lên được kinh thành, cha em sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Chúng ta phải nhanh lên trước khi cha phát hiện ra. Nếu ông ấy mà bắt được chúng ta, ông ấy sẽ giết chết cả hai chúng ta đấy. Ông chủ ơi, cô chủ bỏ trốn rồi ạ. Cô mang cơm vào thì thấy cửa phòng mở toang từ lúc nào. Đúng là nó đã trốn rồi. Ai đã giúp nó trốn khỏi đây? Ông chủ, người khách ở trọ cũng không thấy đâu. Con lừa cũng đã biến mất rồi. Vậy là hắn rồi. Chính hắn đã giúp con gái ta bỏ trốn. Mau chạy theo chúng. Nhưng biết chúng đi hướng nào hả ông? Mang theo mấy con chó, chúng sẽ tìm được. Mở lên, không được để chúng trốn thoát. Chúng đi hướng này ư? Khoan đã, như vậy chắc chắn chúng sẽ theo con đường rừng để trốn lên kinh thành rồi. Rẽ phía kia, theo lối tắt chặn đường của chúng. Các ngươi định bỏ trốn ư? Đừng hòng. Nếu con gái hư hỏng, quay về nhà ngay. Nếu không, ta sẽ giết chết cả hai chúng mày. Cha ơi, con cầu xin cha, con không thể quay về để rồi lại bị nhốt trong căn phòng đó. Chúng con yêu nhau, chúng con muốn được ở bên nhau. Không được, gia đình hắn là kẻ thù của ta. Hôm nay ta sẽ giết chết thằng nhãi kia. Chạy mau anh ơi. Trời ơi, đừng chạy ra phía ấy, đầm lầy nguy hiểm lắm. Chúng ta đã chạy ra giữa đầm lầy mất rồi. Quay lại thôi em. Thôi chứ, làm sao bây giờ? Chân em đang lún xuống không nhấc lên được nữa rồi. Con gái, sao con lại chạy ra đấy hả? Mau quay lại đi. Mau nắm vào cành cây này, tôi sẽ kéo lên. Không, trời ơi, hãy kéo chúng tôi lên với. Mau giúp tôi kéo họ lên. Em hãy bám vào cành cây đi, họ không thể kéo được cả hai người đâu. Còn anh thì sao? Hãy sống thay phần của anh. Anh mãi yêu em. Không, nếu vậy chúng ta cùng chết. Không, em phải sống. Hãy nắm vào cành cây đi, đừng lo cho anh. Nếu em sống mà không có anh thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ? Chúng ta sống không được đến bên nhau thì khi chết có thể ở cạnh nhau mà. Wow! Trời ơi, con gái, mau bám vào cành cây đi. Nhanh lên, con bị lún xuống dưới bây giờ. Cha, đã muộn rồi. Cha ở lại giữ gìn sức khỏe, tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Hai người hãy cố nắm vào cành cây đi. Chúng tôi sẽ cố kéo hai người lên mà. Đừng vội bỏ cuộc, cố gắng lên. Em hãy nắm lấy cành cây đi mà. Để mình anh ra đi. Anh muốn em phải sống. Không, em muốn được đi theo anh. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Con gái của ta, trời ơi, không thể nào. Sao hắn có thể lấy đi con gái ta cơ chứ? Tất cả là tại cậu. Cậu đã giết chết con gái tôi rồi. Chính cậu đã tiếp tay cho nó đến bước đường này. Ông vẫn chưa tỉnh ngộ ư? Đó là do lòng thù hận trong con người ông đã giết chết con gái ông. Không đúng. Nếu mày không giúp chúng trốn đi thì con gái tao đã không chết. Kẻ khốn kiếp là mày, tao phải đánh mày. Sau một thời gian, nơi chàng trai và cô gái bị vùi lấp, bỗng mọc lên hai cây táo. Hai cây táo quấn quýt vào nhau, đầm lầy cũng trở thành một mảnh đất tươi tốt, chứ không còn là dũng sình xưa kia nữa. Chà, hai cây táo này cho quả ngon quá nhỉ. Nhờ có hai cây táo này mọc lên mà mảnh đất này không còn là đầm lầy nữa đấy. Thật là lạ. Hai cây táo quấn quýt nhau không trời. Tình yêu của họ đã làm cho những trái táo có vị thật ngọt ngào và thơm mát chưa từng có. Ông ơi, thật là kỳ lạ, ở bãi đầm này nơi cô chủ mất mọc lên hai cây táo. Người ta đồn rằng đó là linh hồn của cô chủ và chàng trai đến chết vẫn không thể chia lìa. Cả khi chết đi rồi mà con cũng không rời thằng khốn đó ư? Chắc không thể để hai cây táo đó quấn lấy nhau như vậy được. Con muốn ta tức mà chết theo con sao? Mối thù xưa kia với cha của hắn ta còn chưa trả xong cơ mà. Năm xưa. Cha ơi, cha ơi,
Xin đừng bắt cha tôi đi. Tội lỗi của cha tôi, hãy để tôi gánh thay. Tại sao? Sao em lại chọn hắn ta? Hắn ta thì hơn anh điểm gì cơ chứ? Tôi không có tình cảm với anh. Tôi đã nói với anh rồi mà, ngày mai là diễn ra lễ cưới của tôi và anh ấy rồi. Tôi không muốn chồng sắp cưới của tôi lại hiểu lầm, nên mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Năm xưa, chính cha của thằng đó đã tố cáo chuyện ông nội con làm phản, nên ông nội con đã bị bắt và nhốt vào ngục cho tới chết. Rồi cha hắn cũng đã cướp đi người con gái mà cha yêu thương. Gia đình nó là kẻ thù không đội trời chung của gia đình mình. Vậy mà con lại yêu con trai của kẻ thù là sao? Thưa ông chủ, tôi sợ lắm. Ông đừng bắt tôi chặt hai cây táo đó. Người ta nói đó là linh hồn của cô chủ và chàng trai kia. Vậy thì chắc hẳn nó rất linh thiêng, tôi không dám động vào đâu ạ. À, có gì mà mày sợ, cũng chỉ là hai cây táo thôi mà. Ông chủ, cô chủ và chàng trai ấy đã chết rồi mà ông cũng không buông tha cho họ là sao? Câm miệng lại, mày không làm thì cút khỏi đây. Vâng, ông không cần đuổi thì con cũng sẽ đi. Con không muốn tiếp tục ở bên cạnh một người cay nghiệt như ông. Càng thù hận thì ông sẽ càng làm khổ chính mình thôi. Mày đang giải đời cho tao đấy ư? Mày nên nhớ, mày cũng chỉ là một thằng người ở mà thôi. Ta sẽ chặt hai cây táo đó xuống rồi đốt chúng đi, như là chúng chưa từng tồn tại vậy. Có thế thì ta mới hả lòng hả dạ. Cái gì thế này? Tha cho tôi, tha cho tôi. Không, tha cho tôi, tha cho tôi. Ôi trời ơi, mau chân lên, ma kia kìa. Nhanh lên, không nó đuổi theo mình đấy. Ma! Từ đó, bên đầm lầy luôn có hai đốm lửa. Mỗi khi có người đi qua, hai đốm lửa lại đuổi theo trêu chọc mọi người. Người ta gọi đó là ma trời. Truyền thuyết xương rồng bám cát. Dưới trần gian hiện chưa có bất kỳ sự sống nào. Khắp nơi chỉ là một mặt đất khô cằn bao phủ. Vì vậy, ta muốn tạo ra một chàng trai đưa xuống trần cài cuốc khiến mặt đất mềm ra. Thần đất và thần nước, ta giao cho hai thần việc này. Thưa Ngọc Hoàng, thần xin tuân lệnh. Ta phải cố gắng hơn nữa để làm cho mặt đất ở khắp mọi nơi đều hết khô cằn. Mặt đất dưới trần gian bây giờ đã hết khô cằn, nhưng ta chỉ dạy chàng trai cách cày cuốc mà quên dạy cách gieo hạt trồng cây. Mặt đất mà không có sự sống thì cũng chẳng có ý nghĩa. Thần gió đâu? Thưa Ngọc Hoàng, thần xin nghe. Lần trước ngươi phạm tội gây sự với thần mưa, lần này ta cho ngươi cơ hội chuộc tội bằng cách nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Thưa Ngọc Hoàng, thần nghĩ ta nên dạy một tiên nữ cách gieo hạt trồng cây rồi giáng xuống trần. Trên thiên đình chẳng ai khéo léo và chăm chỉ bằng con gái của thần mưa. Vậy nên theo thần... Ta hiểu rồi, nhưng con gái thần mưa đã có nhiệm vụ phải trông coi vườn đào của thiên đình. Thưa Ngọc Hoàng, đến mùa xuân năm sau, vườn đào mới kết quả. Lúc ấy nhiệm vụ dưới trần gian cũng đã hoàn thành. Chỉ cần triệu con gái thần mưa về là được thôi ạ. Được, vậy ta giao cho ngươi lo liệu việc này. Thưa Ngọc Hoàng, thần xin tuân lệnh. Chào cha. Ta sắp phải rời xa con gái yêu rồi. Mãi đến mùa xuân năm sau, cha con ta mới được gặp lại. Con này, công việc dưới trần gian sẽ rất vất vả đấy. Hay để ta thưa lại với Ngọc Hoàng. Thưa cha, được thực hiện sứ mệnh mang lại sự sống cho mặt đất chính là vinh hạnh của con. Mong cha đừng lo lắng. Chào chàng. Em là tiên nữ được giáng xuống trần để giúp chàng gieo hạt trồng cây. Chào, chào nàng. Chàng làm việc một mình chắc vất vả lắm phải không? Không sao, ta chỉ lo không biết đến khi nào mặt đất hoang vu này mới có sự sống. Đây là hạt giống. Chỉ cần chàng xới cho đất mềm ra, rồi em gieo những hạt giống này xuống, thì đến một lúc nào đó, mặt đất sẽ mọc lên thật nhiều cây xanh. Thật vậy sao? Nào, chúng ta cùng làm thôi.
chờ mưa xuống, chàng sẽ thấy hạt giống nảy mầm thành cây non đấy. Kỳ diệu thật nàng nhỉ. Mình làm việc tiếp thôi chàng. Chàng trai và tiên nữ cùng nhau chăm chỉ cuốc đất, gieo hạt để mang lại sự sống cho mặt đất khô cằn hoang vu. Theo thời gian, mặt đất trống trải, dần mọc lên thật nhiều cây xanh. Nàng mệt rồi phải không? Nàng ngồi nghỉ đi, để mình ta làm nốt. Em không sao, chàng đừng lo. Tình cảm giữa hai người ngày càng nảy nở và ngày càng trở nên sâu đậm. Chàng có nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia không? Ừ, ta thấy. Nhưng ngôi sao ấy trông cô đơn quá, chỉ đứng một mình. Đó là chòm sao nghiệt duyên. Lúc trước chòm sao nghiệt duyên có hai ngôi sao yêu nhau thấm thiết. Nhưng tình yêu này là trái luật thiên đình, nên Ngọc Hoàng đã buộc họ phải chia lìa. Buồn thật nàng nhỉ, yêu nhau nhưng lại không được ở bên nhau. Chàng này, nếu chẳng may sau này em và chàng buộc phải rời xa nhau, chàng sẽ thế nào? Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng đâu. Em cũng vậy, nhưng em sẽ phải xa chàng rồi. Vườn đào đã kết quả rồi, sao ngươi còn chưa triệu tiên nữ về trong coi? Thưa Ngọc Hoàng, thần đã nhiều lần xuống trần gian gặp riêng tiên nữ để triệu nàng về, nhưng nàng nhất quyết không chịu rời xa người thương. Tiên nữ to gan, luật thiên đình đã cấm tiên nữ phạm vào tình yêu, sao dám trái lệnh? Hãy trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dạ. Tiên nữ, đã quá hạn ngươi phải về thiên đình. Nếu trái lệnh, lần này sẽ không dung thứ. Nàng, chuyện này là thế nào? Sao nàng không cho ta hay? Xin thần gió cho phép tiên nữ được ở lại trần gian, cực khổ bao nhiêu tiên nữ cũng chịu được. Xin đừng bắt tiên nữ phải rời xa chàng. Không được trái lệnh, nếu không, lần này ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Không, tiên nữ quyết không rời xa chàng, cầu xin thần gió. To gan, dám trái lệnh thiên đình, ngươi đáng tội chết. Không, không, chàng ơi, không, chàng đâu rồi, chàng ơi. Còn chần chừ gì nữa, đến bắt tiên nữ về thiên đình cho ta. Đừng động vào con gái ta. Con gái yêu của ta, ta xin lỗi. Ta sẽ xin Ngọc Hoàng tha tội cho con. Nào, theo ta về thiên đình nhé. Không, thưa cha, xin cha hãy cho con được ở lại đây, cho con được ở cạnh linh hồn chàng. Chàng ơi, đời này kiếp này em sẽ không bao giờ rời xa chàng đâu. Chàng ơi. Từ mùa này sang mùa khác, tiên nữ vẫn ngồi yên bên những hạt cát do chàng trai hóa thân thành. Nàng cứ khóc mãi, khóc mãi vì thương nhớ người thương, cho đến một ngày nàng kiệt sức gục xuống. Bỗng từ những hạt cát ấy mọc lên một loài cây, toàn thân cây gai gốc như chính nàng, đang chống cự không muốn bị bắt xa lìa chàng. Nếu chẳng may vô tình chạm vào thân cây, một dòng nhựa trắng đục sẽ chảy ra như giọt nước mắt đau đớn tột cùng, chất chứa hàng nghìn năm của nàng tiên nữ thuở ấy. Người đời gọi đây là cây xương rồng. Về phần thần mưa, khi bị Ngọc Hoàng trừng phạt không cho gặp con gái nữa, vì thế ngày nay ở vùng sa mạc nóng bỏng chỉ có cát và xương rồng, quanh năm chẳng hề có một giọt mưa. Ánh mặt trời. Ngày xưa ngày xưa, thuở khai thiên lập địa, mặt trời và mặt trăng thay nhau canh giữ bầu trời. Ban ngày, mặt trời luôn chói chang, rực rỡ. Đêm mặt trăng lờ mờ, huyền ảo. Ta có một bộ cánh kim sa rực rỡ thật tuyệt vời làm sao? Lúc nào cũng rọi chiếu sự ấm cho muôn loài. Loa loa loa! Vạn vật thần dân nghe đây! Năm nay đến hẹn lại lên! Thiên đình mở cuộc bình chọn người xinh đẹp và được yêu quý nhất, cũng như nhận xét, bỏ phiếu kín người mà vạn vật chưa có thiện cảm. Người được thiện cảm nhất sẽ được trọng thưởng, người chưa được thiện cảm lấy đó để rút kinh nghiệm mà sửa chữa cho bản thân. Loa loa loa! Bình chọn người xinh đẹp và được yêu quý nhất ư? Chắc chắn là ta rồi. Ta vừa rực rỡ,
vừa là ánh hào quang. Ta mang ánh nắng và hơi ấm cho vạn vật cơ mà. Không có ta thì chỉ còn màn đêm lạnh giá và ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng mà thôi. Thông báo kết quả cuộc thi người thân thiện nhất là mặt trăng, và người chưa được nhiều thiện cảm nhất là mặt trời. Cái này là gì vậy? Sao có thể như thế được chứ? Sao mình lại có thể để mất danh hiệu xinh đẹp nhất và lại còn bị chê bai chứ? Thật không thể nào tin được. Chị mặt trăng này, tôi có việc muốn nhờ chị một chút. Có việc gì mà hôm nay anh lại gọi tôi dậy vào ban ngày thế này? Tôi muốn nhờ chị coi giữ bầu trời hộ một chút. Tôi có việc cần xuống nhân gian một chuyến có được không? Được thôi, vậy anh đi nhanh rồi về. Tôi chỉ làm nguyệt thực được một thời gian được thôi. Nếu không á, sẽ làm đảo lộn hết vạn vật. Với lại tôi cũng cần giữ sức để tối còn cai giữ bầu trời mà. Được rồi, tôi sẽ về sớm thôi. Sao tự dưng trời tối vậy nhỉ? Nguyệt thực mà, nguyệt thực đấy mà. Thật lạ, nhưng mà cũng không sao cả. Mặt trời quan trọng thật đấy, nhưng kiêu căng quá à. Mấy hôm nay anh ta càng kiêu căng nhiều lúc nóng chết đi được. Vắng anh ta một lúc cũng thấy mọi thứ dịu mát hơn bao nhiêu. Mấy loài vật này đã được sưởi ấm rồi còn đòi hỏi này nọ, thật là không biết điều. Đói quá, cả một ngày dài nóng bức chả kiếm được con gì. Anh vừa bảo đói bao lâu rồi? Từ tối qua đến giờ tôi đã có cái gì cho vào bụng đâu. Tại ông mặt trời kêu căng ngạo mạn đi. Anh mới chỉ đói thôi, còn tôi vừa đói vừa sưng ủ cả đầu đây này. Cả anh nữa sao? Tôi cũng săn mồi trên đồng cỏ, con thỏ con đang lạc trên đồng cỏ non. Nó chắc chắn sẽ trở thành bữa tối ngon lành của một vị chúa tể bóng đêm như tôi. Nào ngờ đâu, đang phi thẳng xuống chỗ con thỏ non để quắp đi, thì ánh sáng mặt trời xuất hiện chiếu thẳng vào mắt, làm tôi lóa hết cả mắt, đâm sầm vào thân cây ngay bên cạnh. Thế còn thỏ thì sao? Anh hỏi hay nhỉ? Tất nhiên là con thỏ được thể chạy mất chứ sao. Đấy, mặt trời tệ thật đấy. Xuất hiện hay biến mất, ít nhất cũng phải có thông báo hoặc có cách gì thân thiện hơn. Chứ cứ bất ngờ như thế, làm sao mà chúng ta có thể thích nghi kịp được chứ. Đúng đấy, thảo nào anh ta bị bầu chọn là người khó ưa nhất là phải. Có thể các loài ăn đêm bị ảnh hưởng thì ghét mình, chứ các loài vật ban ngày đâu có lý do gì để ghét mình cơ chứ. Này chị bò ơi, chị sao lại nằm ngủ giờ này thế? Anh là ai mà nhìn lạ thế? Mà trời đang nguyệt thực, tôi không nằm đợi chờ ánh sáng thì làm gì? Thế tức là mặt trời rất quan trọng và gần gũi với chị phải không? Quan trọng thì đúng thật, nhưng gần gũi thì không ạ. Chị nói vậy là sao? Tôi là loài sống ban ngày, ngủ về đêm, thì tất nhiên mặt trời là quan trọng rồi. Nhưng anh nghĩ xem, cứ mỗi lúc tôi đang cố gắng làm việc để cày nốt mấy mẫu ruộng thì anh ta lại vụt tắt, làm cho ông chủ giận cá chém thớt, cứ cầm roi quất vào mông tôi cao tháng. Đấy anh thấy đấy, có phải tại tôi không chăm chỉ làm việc đâu, ấy thế mà tôi lại phải chịu phạt và mắng mỏ. Tất cả chỉ tại mặt trời thôi à. Đúng rồi đấy, nhưng tôi này, tôi bé nhỏ như thế, làm mồi săn cho bao nhiêu loài. Buổi tối khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, ít ra mặt trời phải từ từ thông báo chứ. Đột một cái ánh sáng xuất hiện đột ngột, làm tôi chưa kịp phản xạ, mấy lần suýt tí nữa thì nằm gọn trong móng vuốt của ông đại bàng và cú mèo rồi. Đúng rồi đó, mà thử hỏi chúng ta có bao giờ nhìn thấy mặt của anh ta đâu. Đúng thế, lúc nào anh ta cũng chói lóa vên váo, có ai nhìn thấy mặt bao giờ đâu. Thì ra là vậy, mình luôn ở trong cung điện mà, vậy nên không hiểu những khó khăn và trắc trở mà mình gây nên cho mọi người ở dưới mặt đất. Mình luôn tự cho rằng mình là đẹp nhất, nhưng hóa ra...
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? À, mình có ý tưởng này, có lẽ sẽ hay đây. Thật là tuyệt vời. Từ giờ trở đi, mỗi khi xuất hiện và biến mất, mình sẽ dùng chiếc áo và tấm màn này để báo cho vạn vật biết. Vạn vật sẽ không bị giật mình, và mọi người lại có thể nhìn thấy khuôn mặt thân thiện của mình nữa chứ. À, anh mặt trời kia, mặt trời thật tròn và thật đẹp. Mặt trời thật dịu dàng phải không nào? Từ đó trở đi, vạn vật đều thấy được vẻ đẹp của mặt trời. Mỗi khi xuất hiện cũng như biến mất, mặt trời đều khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng và phát ra một thứ ánh sáng màu hồng dễ chịu và hiền hòa. Người ta gọi đó là mặt trời mọc và lặn, hay còn gọi là bình minh và hoàng hôn. Điểm yếu trong hồ sơ. Dựa theo một câu chuyện có thật của Kate Northway ở cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ. Dương, bê ra bàn số 10, còn đây là bàn số 11. Vâng, ngày chủ nhật đông khách quá anh nhỉ? Ừ, cố gắng chút em, đầu giờ chiều có người thay ca cho em rồi. Vâng ạ. Thôi cũng muộn rồi, ba mẹ ăn tạm chút đồ ăn nhanh rồi ta đi cho kịp. Con đang bận việc nên không đưa ba mẹ đi ăn ngon được. Ừ, con còn bao nhiêu công việc mẹ biết chứ. Kia có phải là con bé Dương nhà bác Bình không ông nhỉ? Đúng rồi đó, ra là con bé làm việc ở đây à. Ôi giời, nghe nói học bằng này bằng kia, tốt nghiệp đại học nước ngoài rồi về nước, cuối cùng cũng chỉ làm tạp vụ ở đây thôi, chả bằng sách dép cho con Thu nhà mình. Kìa, sao mẹ lại nói thế? Gớm, để mẹ về kể cho mọi người trong xóm nghe. Thế mà hôm trước bà Bình còn khen công việc của con gái ổn định và lương cao lắm. Rốt cuộc là thế này đây. Mời quý khách dùng bữa hả? Thôi ăn đi, không phải việc của bà. Gái, hôm nào đi làm về cũng mua quà cho em. Không ăn uống gì cả, ngồi xuống đây mẹ hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy mẹ? Dương, giờ con đang làm gì? Công việc ra sao? Ừ, mẹ, chả phải con đã nói với mẹ rồi sao? Công việc của con rất ổn. Trời ơi, con định giấu mẹ đến bao giờ nữa? Mang tiếng đi du học về mà lại đi xin vào làm phục vụ ở nhà hàng ăn nhanh sao? Sao mẹ biết ạ? Con xinh đẹp, giỏi giang, tiếng Anh lưu loát. Con xứng đáng tìm được một công việc với vị trí cao. Vậy mà sao con cứ phải gắn bó lâu như vậy với một công việc mà ai cũng làm được như thế? Sau này khi con đi xin việc chỗ khác, họ sẽ nói gì khi biết con trước đây làm công việc bưng bê? Đó chẳng phải là một điểm yếu trong hồ sơ của con sao? Giờ con có nói gì, có lẽ mẹ cũng sẽ không hiểu được cho con đâu. Con xin phép về phòng, rồi con sẽ thưa chuyện với mẹ sau. Dương, con với cái rõ thật là bảo không nghe lời thế này. Cô gái, pha cho tôi một cốc cà phê nhé. Ôi, giám đốc, sao hôm nay giám đốc đến sớm ạ? Mời bác dùng ạ. Cháu ngồi xuống đi, ta có chút chuyện muốn hỏi cháu. Dương này, cháu làm việc ở đây cũng được tầm một năm rồi nhỉ? Vâng ạ. Đó hẳn là một thời gian dài phải không? Tại sao cháu lại muốn làm việc ở đây, trong khi cháu thừa sức có thể xin được một công việc có vị trí cao hơn? Ta đã xem qua hồ sơ của cháu rồi. Có phải vì tiền? Cháu cần gấp tiền à? Ai cũng nghĩ cháu thật là hèn kém, khi không chịu cố gắng tìm cho mình một công việc khác tốt hơn mà lại đi bưng bê thế này. Thật sự cũng có lúc cháu nghi ngờ bản thân của mình là thiếu nỗ lực. Nhưng mà... Nhưng sao? Có thể so với những nhân viên ở đây, cháu là người có hồ sơ tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là cháu giỏi nhất ạ. Ý cháu là sao? Cháu không làm việc chăm chỉ hơn đồng nghiệp của cháu. Họ đôi khi sẵn lòng làm liên tục 20 tiếng
để đảm bảo rằng không có khách hàng nào lỡ mất cơ hội có được chiếc hamburger lúc nửa đêm. Cháu cũng không giỏi ước lượng và đặt nguyên liệu cho hàng ngàn khách hàng trong cả một tuần. Và cháu biết nếu không đủ, hậu quả không chỉ là sự giận dữ của sếp, mà khách hàng luôn đợi ở đó, sẵn sàng la hét chỉ vì thiếu sốt cà chua. Cháu cũng không đủ kiên nhẫn để giải quyết mâu thuẫn với khách hàng như các bạn ấy. Và cháu cũng không thông minh như người quản lý kim kỹ sư của chúng cháu. Dù bận trăm công ngàn việc, nhưng ông vẫn học cách sửa chữa tất cả máy móc. Vì vậy mà chúng cháu không phải thuê thêm thợ sửa. Cháu nghĩ cháu đã học được rất nhiều trong những ngày tháng làm việc ở đây. Cháu bỏ được cái tính xem thường công việc của người khác như nhiều người và biết thông cảm với họ. Và làm phục vụ ở một cửa hàng ăn nhanh không phải là điểm yếu trong hồ sơ của cháu khi xin việc sau này ? Thật không ngờ một cô bé còn trẻ như cháu lại có những suy nghĩ chín chắn như vậy. Trước khi cháu đi xin việc ở chỗ khác, ta muốn mời cháu cộng tác với ta ở lĩnh vực thiết kế, đúng với chuyên môn của cháu. Cứ suy nghĩ đi nhé. Vâng ạ, cảm ơn bác. Cánh cổng khép chặt. Lần này nhất định mẹ phải lên với chúng con. Đúng đấy mẹ ạ. Mẹ lên ở với cậu Mợ Tân chúng con mới yên tâm. Mẹ ở một mình dưới quê thế này, đêm hôm gió mấy, mai lần này bác Dậu phát hiện kịp, không thì... Chị Loan nói đúng đấy ạ. Mẹ đã có tuổi, phải ở cùng con cháu, nhỡ trái gió trở trời chúng con còn chăm sóc. Lần này mai mà mẹ không sao, mẹ lên với chúng con đi ạ. Mẹ sinh ra ở đây, sống đất này gần hết đời người rồi. Mẹ không muốn xa quê, xa ngôi nhà này, rồi còn vườn tược, lợn gà biết để cho ai. Mẹ thương chúng con thì lên thành phố với các con các cháu, để chúng con có điều kiện chăm sóc mẹ, để chúng con được báo hiếu cho mẹ. Chà, cơn gió đô thị nó mới ngột ngạt làm sao. Ăn nhanh còn đi học con. Chút nữa vợ chồng con đi làm, cháu Vũ đi học, mẹ ở nhà khóa cửa cẩn thận, không được cho ai vào nhà. Thời buổi này trộm cắp lừa đảo như rươi, không tin ai được đâu ? Cái chìa to hơn là khóa cổng ngoài sân, chìa nhỏ là khóa cửa ra vào mẹ ? Mẹ nhớ rồi. Thức ăn con nấu sẵn trong tủ, lúc nào ăn mẹ hâm lại là được. Nếu buồn thì mẹ bật tivi xem nhé. Con lắp truyền hình cáp nhiều kênh, nhiều chương trình lắm ? Mẹ biết rồi, con cứ đi làm đi. Không phải thằng Tân, con Xuân. Hai đứa về muộn thế. Sao mẹ không ở trong nhà, lại ra ngồi ở cổng thế này ? Ở trong nhà mãi cũng chán. Tới giờ chiều, xe cộ đi về nườm nượp mà vẫn chưa thấy các con đâu. Mẹ sốt ruột quá. Chắc mẹ ở nhà một mình cũng buồn. Trên này người ta đi làm cả ngày, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm suốt ? Không giống như ở dưới quê, ra vào là có hàng xóm láng giềng. Hay mẹ tham gia hội các bà đi chùa mẹ nhé. Thôi, mẹ có đi bao giờ đâu. Hay là để mẹ về quê. Mẹ này, mãi mẹ mới chịu lên đây, được có vài hôm đã đòi về sao? Đúng đấy mẹ, ở đâu quen đấy. Mẹ mới lên thành phố nên chưa quen đấy thôi. Thêm một thời gian nữa là thích nghi mà mẹ. Ôi, sao cửa cổng lại mở toang thế này? Có chuyện gì đấy em? Sao cổng giả mở toang, mẹ thì không thấy đâu. Không biết ai đến nhà mà có mấy chén nước chè thế này. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Hai đứa về rồi ? Mẹ đang trồng rau trên sân thượng. Thấy có mấy cái hộp xốp, mẹ mang ra trồng rau mầm luôn. Sao mẹ lên gác mà không khóa cổng? Trộm vào nhà thì chết. Mẹ quên mất. Khi nãy có mấy cô bạn đến chơi, tiễn khách về xong là quên luôn. Khách nào thế mẹ? Trên này mẹ có quen ai đâu? Mẹ đang đứng ở cổng tập thể dục thì gặp hai người. Các cô ấy hỏi đường đến bệnh viện Hồng Mai. Khổ, đi xe khách bị móc túi mất hết tiền đi đường. Hỏi ra lại là đồng hương,
nên mẹ mời vào nhà uống chén nước rồi biếu các cô ấy chút tiền đi đường. Thôi chết, lần này thì đích thị mẹ gặp lừa đảo rồi. Lừa đảo? Cái tuần đầy hội lừa đảo diễn nhiều lắm mẹ ơi. Để con kiểm tra xem tiền bạc trong tủ sao rồi. Đúng đấy. Biết ngay mà, con để 1 triệu ở đây để đóng tiền điện nước. Bây giờ không cánh mà bay, rõ ràng là mẹ mời trộm vào nhà rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ thấy người ta tội quá nên mới giúp. Con đã dặn đi dặn lại mẹ rồi mà mẹ không nghe. Mẹ ở nhà một mình thế này không ổn, mẹ cứ cho người lạ vào nhà, có ngày nguy hiểm quá. Có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ khóa cửa để mẹ trong nhà, rồi cầm chìa khóa đi. Nếu có việc gì thì mẹ gọi điện cho con về, công ty con cũng ngay gần đây, như vậy mới bảo đảm an toàn. Ừ, thấy cũng được. Nào, các anh chị em đi ăn trưa thôi. Cô là... Tôi là người đồng hương của bác Ngô. Bữa trước chúng tôi bị móc túi hết tiền, bác Ngô đã giúp chúng tôi tiền đi đường. Hôm nay tôi mang trả lại để cảm ơn bác. Vậy... Tôi bấm chuông cửa thì thấy bác Ngô chân đầy máu đang lết ra ngoài. Chắc là bị ngã cầu thang. Bác đọc số của con dâu, bảo tôi gọi cho cô ấy nhưng mà không có liên lạc được. Thấy bác ấy mất nhiều máu quá, tôi đánh liều trèo vào cổng. Cũng may tôi biết qua về sơ cứu. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Đâu có gì đâu, lúc hoạn nạn mới cần giúp đỡ nhau. Cậu đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra xem. À, mà ai lại khóa cửa để bà trong nhà như thế bao giờ? Đến lúc nguy cấp không có ai, nguy hiểm quá. Vâng, cháu biết rồi ạ, để cháu đưa mẹ đi kiểm tra. Mẹ, con xin lỗi. Cháu cũng xin lỗi vì đã lấy 1 triệu đóng tiền học mà không xin phép mẹ, làm bà bị hiểu lầm. Các con hiểu ra thì tốt rồi, cẩn thận cũng tốt, nhưng đừng nên nghi kỹ quá. Xã hội có người này người nọ, đâu phải ai cũng xấu xa cả đâu. Vâng, chúng con biết rồi ạ. Từ giờ ở nhà thì thoảng mẹ cứ mở rộng cửa ra mà đón khách mẹ nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.